Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2019. Cơ sở chúng em cập nhật về số lượng hàng Tây Bắc rất là nhiều luôn các bạn ạ. Sau một vài hôm chờ hàng thì em lại tiếp tục cập nhật được cái lô hàng thuần chủng của Lai Châu nhé các bạn nhé. Có kèn rừng Lai Châu hoa tím đậm luôn này. Nói chung là kèn ở các vùng khác thì bây giờ hàng rừng mới về á thì sẽ không có hàng kèn đang nở hoa này đâu các bạn ạ. Chỉ có hàng rừng Lai Châu là đang nở hoa này, là kèn rừng nhá. Còn cái hàng mà chúng ta trồng ở vườn á thì nó đã nở hoa vào trước Tết và dịp Tết rồi. Nhưng mà hàng rừng thì nó sẽ nở hoa là thời điểm bây giờ nó mới đang bắt đầu nở hoa, và có một số thân lạc lác đác vẫn còn đang có nụ đấy các bạn ạ. Và cây nó cũng đang lên những cái mầm cây tơ luôn. Đấy là đặc điểm về cái hàng rừng là như thế các bạn ạ. Còn hàng chúng ta trồng ở vườn, ở những vùng miền khác thì nó đã nở, có những loại nó đã nở hoa trước Tết. Ví dụ như cái đặc tính của cái kèn rừng và cái ý ngọc cũng thế. Và rất rất nhiều loại luôn, như kim điệp xuân này. Có những bạn trồng ở trong miền Nam thì nó cũng đã nở hoa vào dịp Tết. Nhưng mà cái hàng rừng á thì bây giờ nó mới đang bắt đầu đang có nụ nha các bạn nhé. Đấy là về đặc điểm của những loại hàng rừng ở miền Bắc chúng ta. Rồi, trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng lan này, Ngọc Bền cũng xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Và thông tin về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đấy, chi tiết hơn là cơ sở chúng em là ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em để các bạn đặt hàng là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đó. Và em tên là Ngọc Bền. Bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết giá của từng loại luôn, mà giá em bán đề xuất ở đây là chưa bao gồm có phí ship nhé các bạn nhé. Rất nhiều bạn là cứ hỏi thắc mắc về cái phí ship. Phí ship là ở bên bưu điện họ sẽ tính riêng ở bên khách hàng. Đó, tất nhiên là các bạn mua hàng đông vậy, mua trên Lazada hay là mua trên Shopee thì thỉnh thoảng thì họ có những cái ngày sale, sale off cho các bạn là họ sẽ hỗ trợ cái phí ship, nhưng mà thực tế là cái phí ship đấy nó cũng đi vào trong giá thành sản phẩm hết rồi các bạn ạ. Nên là cái phí ship thì chúng ta không thể tránh khỏi được. Kể cả Ngọc Bền đặt hàng những cái vật tư gửi về Cao Bằng thì cũng thế thôi. Thì cũng phải mất phí ship để về để trồng lan. Đây, em đi vào giới thiệu luôn, không câu giờ nữa. Là cái mặt hàng đầu tiên là cái kim điệp xuân nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân bây giờ đang nụ rất là nhiều luôn đây. Kim điệp xuân thì cho hoa màu vàng này. Đang nụ và đồng thời cây nó cũng sẽ lên mầm gốc luôn nhé các bạn nhé. Thì mùa xuân là mùa ghép lan thì cực kỳ thích hợp rồi, tất cả các loại cây. Mùa xuân là mùa trồng cây mà mùa cây ra trổ bông đậu trái. Kim điệp xuân thì có giá là 150.000 một cân thôi. Đó, cây đang nụ nhá. Hàng thì như trong hình đây, chỉ có chừng khoảng 4 kg như này thôi. Còn đây là ngọc thạch. Đây là ngọc thạch nhá các bạn nhá. Ngọc thạch thì bây giờ đang bắt đầu đi vào mùa sưng nụ nhá các bạn nhá. Đó, nên là chúng ta nên mua sớm. Đến khi nụ nó ra cao dài quá thì nó lại dễ gãy. Ngọc thạch có giá là 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, cây đang lên những cái mầm cái gốc như này rồi, lác đác lên rồi. Đây, hầu như khóm nào nó cũng lên mầm gốc hết các bạn ạ. Đấy. Đó. Đấy, hàng rất là đều đẹp luôn. Ngọc thạch nhá, 180.000. Còn đây là lan hoàng thảo nghệ tâm. Nghệ tâm thì em có 4 bó này, mỗi bó nó tương ứng chừng khoảng 5 lạng một bó thôi, khoảng 2 kg này. Thì cái nghệ tâm thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Lan hoàng thảo nghệ tâm thân nhỏ nhưng bông rất là to, bông to ngang với bông hạc vĩ. Và bây giờ đồng thời nó cũng đang cho nụ hoa như này rồi đây các bạn ạ. Đang đi vào mùa nụ như này rồi đây. Đấy, những thân nào mà nó chưa ra nụ thì nó sẽ tới nơi các bạn ghép lên nó sẽ ra nụ nhé. 250.000 một cân. Còn đây là đôi chồn Bắc, chồn trắng đấy ạ. Thì cái này thì hàng nó không được đẹp mấy đâu các bạn ạ. 200.000 một cân.
nhá. Đấy, hàng cây nó vừa vừa, không phải nhỏ quá mà cũng không to quá. Cây vừa vừa 200.000 một cân. Còn đây là cái lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột chúng ta trồng đứng lên trên chậu, trồng cao lên để chúng ta còn xem rễ nhá. Tại vì những cái rễ này của nó trắng toát rất là đẹp luôn. Trồng cao hơn mặt chậu khoảng 5 đến 7 cm như này là nhìn rễ rất là đẹp và rễ nó to. Cây nó mọc đứng, hoa thì cho màu chấm tím trắng. Đó, rất là đẹp luôn. Bông rất là to, chùm hoa dài, 150.000 một cân thôi. Còn đây là long tu đá hoa tím, bây giờ đang nụ và có những bông là đang trổ bông như này. Đấy. Có những bông là đang trổ như này đây. Đó. Đây, đây là hàng rừng nên là có cả thân to thân nhỏ lẫn lộn nhau luôn các bạn ạ. Đó. Đấy, đang nụ rất là nhiều luôn. Đây là những cái chùm quả này. Đấy. Không biết là cái này là các bạn ấy lấy được cái vùng núi này là cây đậu quả rất là nhiều. Mà đã có quả này thì cây nó sẽ đơm cây con rất là nhiều luôn này. Đấy. Thân to thân nhỏ có hết này. Đấy, cái này thì phiên hôm nay em bán giá cho các bạn là 200.000 một cân thôi. Hàng nói chung là hàng vừa vừa chứ không được hàng đẹp nhá các bạn nhá. To nhỏ lẫn lộn nhau khá là nhiều. Khá là nhiều cây nhỏ nhá. 200.000 một cân thôi, giá rất là ưu đãi. Chứ còn bình thường thì cái dòng thân xanh hoa tím này thì nó có giá khá là đắt. Nó dao động 250 đến 300.000 một cân cơ. Cái loại hàng nó đẹp đẹp ấy. Đấy. Đấy, thân to rất là nhiều luôn. Thân nhỏ chỉ có lấn lộn vài bó và cái loại ngắn ngắn này nó là lấn lộn ở đây chừng 4 5 bó này, mới bó này chắc rơi độ khoảng 3 lạng thôi. Đấy, các mặt hàng thì em đều bán từ 3 lạng trở lên nhá. Đấy, hôm nay cũng định làm combo nha các bạn nhưng mà nhiều loại quá thì các bạn cứ có thể chọn mỗi loại 3 lạng về chúng ta trồng được một giò nhỏ nhỏ rồi. Ở còn đây em có bó phi điệp vàng này, có bó này 50.000 đây này. Còn đây là lan ý ngọc nhá các bạn nhá. Ý ngọc thì bây giờ cũng đang mùa sưng nụ như này đây các bạn nhá. Đấy, đang sưng nụ rất là nhiều luôn. Ý ngọc có giá là 200.000 một cân nhá các bạn nhá. Ý ngọc ạ. Hàng rất là đẹp luôn ạ, đều đẹp ạ. Còn đây là hoàng thảo vôi này. Hoàng thảo vôi 250.000 một cân. Hoàng thảo vôi cho hoa tím đậm mà cái lưỡi của nó rất là đẹp luôn. Lưỡi nó trắng vôi. Đấy, mà cánh của nó là cánh tím. Cái này là do nó nở trong thùng hàng lúc gửi về á, thì cánh nó chưa được tím đậm nhưng mà rồi nó cũng sẽ tím đậm lên. Về chúng ta trồng cây ăn bắt nắng đủ thì hoa sẽ tím đậm luôn các bạn ạ. 250.000 một cân nhá, hoàng thảo vôi ạ. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì bây giờ đang mùa hoa như này đây các bạn ạ. Đấy, đây là một mặt bông của hoàng phi hạc đây. Đó, bông mới rỡ ra rất là nhăn nheo, cánh của nó màu xanh nõn chuối và có cái họng tím nha các bạn nhé. Đấy, đó. Đó, cái hoàng phi hạc có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, hàng ngắn dài đầy đủ luôn. Các bạn thích lấy hàng dài thì cứ đặt hàng, dặn nhân viên chúng em là lấy hàng dài. Và lấy hàng ngắn thì dặn nhân viên chúng em là lấy hàng ngắn nhá. Tại vì số lượng hàng ngắn với hàng dài ở đây là chiếm 50-50. Thân già chúng em đã được cắt bỏ bớt. Còn đây là cái mặt hàng kèn rừng đây. Mặt hàng kèn rừng này các bạn cứ săn đón rất là nhiều. Nhiều bạn cứ bảo là khó trồng nhưng mà thực sự là dòng này chúng ta ghép vào lũa nhá. Ghép vào lũa chúng ta để chỗ ráo. Chỉ cần giữ ẩm thôi chứ không cần phải tưới nước nhiều thì cây nó vẫn phát triển bình thường. Đấy, kèn rừng chuẩn rừng Lai Châu luôn cho các bạn. Tại vì thực sự là cái kèn á thì thân nó rất giống ý ngọc. Và lúc mà cây nó chưa sổ bông á thì rất dễ nhầm lẫn với cái ý ngọc. Thường thì lúc đang nụ thì giá thành nó cũng sẽ khá là cao. Nên là để tránh cái việc mà còn phải bù hàng nếu mà nó sổ ra ý ngọc thì tất nhiên là cái này thì đấy, chuẩn kèn rừng Lai Châu này cho các bạn, em bao chuẩn luôn cho các bạn là cây đang nụ này. Đấy, không có nơi nào lấy được cái lô kèn mà đang nụ này luôn các bạn ạ. Đang bông như này luôn. Đấy, bông tím đậm luôn, đều đậm nhau. Đó. Đấy. 2 triệu một cân nhá các bạn nhá.
Chỗ này em chỉ có độ khoảng chục cân này. Đấy, đúng chuẩn kèn luôn này. Nở ra bông như này rồi thì các bạn này cũng mới lấy về. Đấy. Đây. Có những cây nó vẫn còn đang nụ nhỏ như này đây. Đó. Rất là nhiều luôn. Đó. Từ trên rưỡi này. Đấy. Ở đây vẫn còn đang nụ này. Đó. Đây, nụ đây. Đó. Có cây vẫn đang nụ này. 2 triệu một cân nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể lấy từ 2 lạng. Đó. Hoặc là 1 lạng. Tại vì mùa này nó rất là khô ráo. Nó rất là nhẹ cân thôi. Đấy. Cả đống này đều là kèn hết rồi. Đấy, lựa hết ra là tất cả đều là kèn. Nên là các bạn cứ yên tâm là không phải là nhầm sang loại khác nữa. Tại vì thân nào nó có hoa có nụ hết cơ. Đấy, có những lác đác một số thân là nó vẫn chưa có bông. Cái nụ của nó bị đuôi này. Đó. Đấy, em quay kỹ cái phần kèn này cho các bạn xem thôi. Đấy. Đấy, có những cây nó tàn hoa thì cuống của nó vẫn còn tím này. Đó. Đấy, giá kèn thì mỗi vùng miền nó có một cái mức giá nó khác nhau nhé các bạn nhé. Và còn ở đây thì em có cái sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì hàng to có, hàng nhỏ có nhé các bạn nhé. Các bạn thích lấy hàng nhỏ thì dặn chúng em là lấy hàng nhỏ nhé. Vì cái sơn thủy tiên thì hàng rừng thì nó sẽ có cả to cả nhỏ rồi. Đấy, cây thì tình trạng cây thì bây giờ đang ra nụ rất là nhiều luôn. Cây đang mùa nụ và đang ra nụ rất là nhiều luôn đây này. Cây nhỏ nó cũng đang có nụ rồi. Đấy, thường thường thì em thích trồng cây nhỏ hơn. Tại vì cây nó lên sẽ đẹp hơn. Lên chậu sẽ đẹp hơn. Đấy, đang nụ đây. Cây nhỏ nó cũng đang nụ này đây. Cây to đang nụ nha. Đấy, hàng rất là đều đẹp nhau. Đấy, các bạn thích lấy hàng đều cây ngắn và hàng đều cây dài là dặn chúng em lựa hàng cho các bạn nhé. 200.000 một cân nhé, sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, nụ này. Đấy, hàng dài đây. Đó. Đang nụ này, sưng nụ này. Đấy, nụ đang sưng này. Đó. 200.000 một cân ạ. Còn đây là giáng hương. Giáng hương này thì có giá là 160.000 một cân thôi các bạn ạ. Giáng hương rừng Tây Bắc nhá. Rừng Lai Châu đây. Tình trạng cây thì bây giờ đang ra nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Giáng hương tam bảo sắc nhá. Hoa rất là thơm luôn, cực kỳ thơm. Đấy. Đó, đang nụ rất là nhiều luôn này, nụ chít chít luôn này. Đó, nụ đây. Đấy. Nụ rất là nhiều. Đó. Giáng hương tam bảo sắc nhá, 160.000 một cân ạ. Và còn ở đây là kiều hồng. Kiều hồng miền Trung nhá các bạn nhá. Kiều hồng miền Trung thì có giá là 250.000 một cân nhá các bạn nhá. Đấy. Chung là hàng năm nay thì không được đẹp mướt nhiều như năm ngoái. Đấy. Hàng nó sàn sàn nhau hết thôi. Đấy, 250.000 một cân. Còn đây là hạc vĩ Bắc này. Hạc vĩ Bắc cũng đang mùa nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Hạc vĩ Bắc đây. Đấy, lúc các bạn mua sớm thì không mua này. Bây giờ nụ ra to như vậy rồi thì lúc vận chuyển thì nó sẽ bị gãy rất là nhiều luôn. Đấy, đang nụ này. Hạc vĩ Bắc thì có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. 250.000 một cân hạc vĩ Bắc ạ. Hàng rất là đều đẹp luôn. Đó. Hàng rất là đều này. Đó. Em đang bỏ lên trên cái bạt nên là nghe cũng khá to đúng không các bạn? Đấy. Còn đây là hoàng thảo Điện Biên Đông. Hoàng thảo Điện Biên Đông. Đó. Hay là hương rừng á. Là cũng là nó. Cũng là nó đấy ạ. Hàng rất là đều đúng không? Đấy. Hàng rất là đều đẹp. Thân xanh mướt luôn này. Dòng này cũng nở hoa vào dịp Tết đấy các bạn ạ. Đấy. Nếu mà các bạn là trồng ở vùng nóng miền xuôi. Cây nó cũng nở vào dịp Tết cũng rất là ấy. Còn đây là một số thân nó vẫn chưa có nụ này.
Đây. Còn đây thì một số thân đang nụ rồi này. Đấy. Đây đang nụ đây. Đấy, dòng này cho hoa màu vàng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Màu hoàng vàng rực, vàng nắng á. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, đang nụ khá là nhiều. Lác đác đang nụ thôi các bạn ạ. Chứ còn tỷ lệ nụ của nó còn rất ít này. Chúng ta nên mua sớm, trồng sớm này. Dòng này 180.000 một cân thôi. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà cơ sở chúng em muốn cập nhật cho các bạn ngày hôm nay. Thì chúng em đã giới thiệu chi tiết giá của từng loại nhé các bạn nhé. Nên là các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ với chúng em theo số điện thoại đó. Chi tiết chúng em. Còn về việc liên lạc qua Zalo thì chúng em lại không nắm bắt được. Nên là chúng ta cứ liên lạc trực tiếp vào bằng số điện thoại cho nhanh gọn nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn.